chào quý khán giả đang đến với chương trình Tỷ lệ may mắn. Xin quý vị, trước khi đến với số phát sóng ngày hôm nay thì Võ Tấn Phát có đôi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ để giúp cho chúng tôi có thêm những kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. Và bên cạnh những kiến thức, chúng ta sẽ có được những giờ phút giải trí nè, rồi những tiếng cười nè, và đặc biệt là những kỷ niệm gắn bó cùng với sân khấu của Tỷ lệ may mắn. Và chào đón hai gương mặt rất là quen thuộc, đó chính là diễn viên Hoàng Phi và diễn viên Lê Lộc. Xin mời. Tới rồi. Wow. Sướng nở thần tiên. Đến với Tỷ lệ may mắn thì không biết là chúng ta có sự đổi mới nào không ạ? Ngoài cái vẻ bề ngoài, em đã rộn rửa. Hả? Em ơi, gột rửa chứ không ai rộp rửa. Âm không chuẩn quá, chơi chữ quá. Em đã điều chỉnh đây. Ừ, dạy hơn đó. Hay quá. Em đã điều chỉnh gọi là bên trong. Để mình có thể mang những lời nói, những cái kiến thức đến từ trái tim. Bởi vì chỉ có trái tim mới đến được trái tim thôi. Ủa chưa? Nhờ tiếng vỗ tay này cứu quá chứ. Đến trái tim anh không? Tới không? Tới chỗ ngồi luôn em ơi. Cái tim nó xuyên thẳng ra tới cái ghế ngồi luôn. Ủa sao vậy? Nó đầy máu lửa trong đó. Thì đó. Hay quá. Dạ. Hy vọng diễn viên Hoàng Phi và diễn viên Lê Lộc sẽ có những cái chiến thuật đó, gây nhiễu thông tin cũng như là dẫn đường để giúp cho hai đội chơi của chúng tôi có thêm thật nhiều kiến thức và tiền thưởng nha. Dạ. Rồi, xin mời anh chị về vị trí. Sẽ là đội chơi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Tả xuân hữu đột vậy. Chào hai bạn, mình gửi lời chào đến quý vị khán giả nhé. Dạ em chào anh, chào chị, chào mọi người. Em tên là Thái Hiển, hiện tại công việc của em là kinh doanh. Mời đồng đội của mình. Dạ em xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Dạ chào anh Võ Tấn Phát, chào hai anh chị. Em là Đình Thuận, em cùng mở công ty và kinh doanh chung với bạn Hiển ạ. Rồi, doanh nghiệp mình tên là gì ha? Lộn ra cái đội chơi của mình tên là gì ha? Chưa gì mà thấy vui rồi đó. Hy vọng là với cái năng lượng này sẽ giúp cho đội của mình thật nhiều may mắn nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, mời hai bạn về vị trí. Và bây giờ sẽ là đội chơi tiếp theo, xin mời. Dạ em xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Em chào anh. Dạ em chào anh Phi và chào chị Lê Lộc. Dạ. Tên của em là Lữ Thị Quân, hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Rồi đồng đội của mình. Dạ em tên là Thanh Huyền ạ. Em chào anh Phát, chị Lộc, chào anh Phi. Em đang làm công việc gì? Em là nhân viên của hai anh này. Làm chung một công ty làm chung mà. Ngày hôm nay là doanh nghiệp mình tới đây để mà càng quét tiền của chúng tôi hay sao? Tại vì công ty mới start up nên là kiểu thiếu vốn một xíu. Công ty mới thành lập cho nên là thiếu vốn mà thừa thời gian. Hy vọng ngày hôm nay doanh nghiệp của chúng ta đại thắng nha. Rồi đội của mình lấy tên là gì ha? Dạ Hi Hi. Hi hi, dễ thương ha. Bên kia có ha ha, mình hi hi. Mịn gái mà cười phải duyên dáng nết nè. Hi hi. Thôi đợi hi hi về vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên của Tỷ lệ may mắn. Câu hỏi đầu tiên sẽ được tiết lộ qua một vài hình ảnh sau đây. Xin mời các bạn. Còn anh Phi với Lê Lộc kìa. Thấy cho cái cửa gỗ á. Dạ hết rồi ạ. Ủa? Đó chính là cái poster phim Khách sạn Vương Giả. Nội dung câu hỏi của chúng ta như sau: món ăn Việt Nam nào xuất hiện trong tập 10 của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Khách sạn Vương Giả? A. Hủ tiếu. B. Là phở bò. Không biết là các bạn có biết về bộ phim này không? Dạ có, em có từng xem qua một xíu rồi. À, những cái đoạn cut của phim đó đúng không? Dạ không, sao qua cái poster thôi chứ chưa coi. Em thì sao, có biết bộ phim này không? Dạ chưa, em chưa xem. Cũng khó ha. Các bạn thì sao, đội? Dạ bọn em cũng bận kinh doanh quá, không có thời gian xem phim anh ạ. Còn em thì em fan ruột của phim Hàn. Vậy là bộ phim này là em biết không? Dạ chưa coi. Thôi bây giờ cũng không cần phải biết. Các bạn nghĩ trong hai món này, hủ tiếu và phở bò, món nào
lên hình sẽ có hiệu quả hơn và làm cho khán giả bất ngờ hơn. Hủ tiếu. Bên đây em cũng nghĩ là hủ tiếu vì em thích ăn hủ tiếu. Món này theo suy nghĩ, phở bò sẽ là món nổi tiếng trên thế giới hơn. Nó còn có danh từ riêng trong tiếng Anh để dành cho nó. Nhưng vì mọi thứ đều nghiêng về phở bò, cho nên anh nghĩ hủ tiếu nó có vấn đề. À, chúng ta đã thấy được rất nhiều hình ảnh phở bò ở trên TV, trên phim, nhưng anh chớ hề nghe tới hủ tiếu. Liệu những nhà làm phim Hàn Quốc này sẽ sử dụng một hình ảnh có tính đại chúng, hay là sử dụng một hình ảnh mà người ta coi vô người ta, ủa, Việt Nam có cái món hủ tiếu này hả? Và tìm hiểu về những cái món ăn đó. Anh không biết là ekip này sẽ sử dụng cái yếu tố nào, nhưng anh sẽ chọn hủ tiếu. 90. À, rồi. Nếu mà trong câu hỏi này hỏi Lê Lộc chọn đáp án nào thì Lê Lộc chọn phở. Bởi vì cái tên nó nói lên một phần nào đó về món ăn này rồi. Khách sạn Vương Giả là một cái gì đó nó rất là thượng hạng, nó rất là sang trọng, nó phải được nhiều người biết đến. Phở đó được biết đến ở Hàn Quốc là từ năm 1998 rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì có rất nhiều tiệm phở nổi tiếng của Việt Nam tại Hàn Quốc. Người Hàn Quốc rất thích ăn phở bởi vì họ cho rằng cái tô phở mà nhiều hành á thì sẽ giúp họ giải được rượu và là một món ăn ngon. Bao nhiêu phần trăm? 95% ạ. Các bạn thấy sao ha ha? Lúc mà nghe chị Lộc giải thích xong về cái phở bò, em lại nghiêng về hủ tiếu. Tức là em mất niềm tin vào Lê Lộc hay sao? Cái phở bò đó nó đã xuất hiện một cách quá nhiều và quá đại trà rồi. Và đặc biệt là trong các bộ phim Hàn Quốc, theo như em biết thì họ rất mang những cái điều mới lạ vào. Hiển thấy sao? Đồng ý với đồng đội mình không? Không, tại vì em thích hủ tiếu, em chọn hủ tiếu thôi chứ em không có biết nữa. Này là không coi, chưa coi, chưa biết. Bởi vậy nãy mọi người nói thì em thấy ai cũng đúng hết á. Không có gì căng, không có gì căng hết. Không, không có căng mà tại vì bắt đồng quan điểm hồi nãy em nói. Bạn đang ủng hộ hủ tiếu mà. Không, hồi nãy chọn đó em à. Anh chọn gì? Em mới nói là chọn hủ tiếu. Em chọn phở bò, cái buông ra cái nó hủ tiếu. Không, đợt này chắc phải coi lại quá. Rồi, 10 giây cho các bạn coi lại. Bắt đầu. Vừa giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Nếu mà trong câu hỏi này hỏi Lê Lộc chọn đáp án nào thì Lê Lộc chọn phở. Bởi vì cái tên nó nói lên một phần nào đó về món ăn này rồi. Khách sạn Vương Giả là một cái gì đó nó rất là thượng hạng, nó rất là sang trọng, nó phải được nhiều người biết đến. Liệu những nhà làm phim Hàn Quốc này sẽ sử dụng một hình ảnh có tính đại chúng, hay là sử dụng một hình ảnh mà người ta coi vô người ta, ủa, Việt Nam có cái món hủ tiếu này hả? Và tìm hiểu về những cái món ăn đó. Anh không biết là ekip này sẽ sử dụng cái yếu tố nào, nhưng anh sẽ chọn hủ tiếu. Hai đội được chọn đáp án B, đó chính là phở bò. Ủa vậy sao Hiển lại em kiểu là kiên quyết với món hủ tiếu lắm mà? Dạ, tại vì Thuận có nói với em á là anh phải tin em, còn mà em chọn sai em nghỉ việc. Em nói ok, chịu. Okay. Không, tôi thấy đây là một cú đánh lừa của đội Ha Ha với đội Hi Hi. Yeah. Tại vì em có biết tính của bạn Huyền là cấp sự dưới trực tiếp em. Em nghĩ là bạn ấy sẽ chọn theo cái hướng mà em nói từ đầu, nhưng mà có vẻ là ngày hôm nay đi chơi các bạn ấy... Phát thấy là các bạn chưa hiểu nhau. Tại vì chúng ta đều là người của một công ty. À đúng. Vì vậy mình phải rải đáp án ra. Hiểu yeah. không? Dạ, dù bên đây B, bên kia phải A, thì thí dụ bên đây sai, bên kia lấy tiền, về bên kia cũng cùng công ty mà. Em kiên quyết là hủ tiếu quá. Cái em mới chơi chiến thuật mà. Bây giờ chọn chung, ví dụ lỡ sai hết rồi mất 2 triệu không? Rồi. Bê có phải là sai hay không? Xin mời kết quả. Và đáp án chính xác là hủ tiếu các em à. Thấy chưa, nó không biết nghỉ việc. Em thấy công ty của em giờ chỉ còn mình em luôn. Ok em ơi, các em phải giữ tin. Mình luôn có thử thách đi kèm với cơ hội. Dạ. Dạ. Còn 4 câu nữa. Không, em hết tin rồi. Nhìn mặt chị lúc nãy đáng tin lắm. Và như vậy đáp án B đã không mang về tiền thưởng dành cho hai đội chơi. Và người dẫn đường là diễn viên Hoàng Phi. Kẻ gây rối là Lê Lộc. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 2.
Câu hỏi số 2 là một câu hỏi về ca dao tục ngữ. Và các bạn hãy lưu ý là ca dao tục ngữ của Việt Nam thì rất là phong phú. Vậy nên sẽ có rất nhiều những bản chép những dị bản khác nhau. Và chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án trùng khớp với đáp án chương trình đưa ra mà thôi. Đi tư con thiếu và chỗ trống. Lạ thai, nết nói, nết cười. Nết sao lại khiến con người ba chấm thương. A là muốn, B là thầm, C là nhớ. Theo Nguyễn Tấn Long Phan Canh, thi ca Bình dân Việt Nam, quyển 1, Nhân sinh quan, nhà xuất bản Xuân Thu, năm 1975. Sao mà khó khăn quá. Thì khó mới đố mới đi thi chứ, dễ quá tôi chuyển tiền luôn cho ở nhà đi chứ. Lạ thay, nó nói, nó cười, nó sao lại khiến cho người... Người gì? Người thầm thương. Hai chị em là hiểu nhau quá ha. Đó, đúng đó. Không? Thầm dạ. Thương. Rồi, tạm gác ý kiến này bên đây. Đội ha ha, mình nghĩ là đáp án nào? Dạ nhớ. Nhớ? Dạ. Cho người nhớ thương. Dạ. Hiển thì sao, đồng ý không? Thật ra cái câu này lần đầu tiên em đọc và lần đầu tiên em nghe. Đúng rồi. Ê, mà em ghép ba từ vô, từ nào cũng vô được hết á. Đúng, bởi vậy mới quan trọng là đâu mới là bản gốc. Dạ chắc nhờ sự tư vấn à. Em muốn nghe ai nói trước nè? Ngang Phi đi ạ. Dạ, muốn nhờ sự tư vấn Hoàng Phi ạ. Vâng, xin chào quý công ty. Dạ. Lần đầu tiên tôi xin được phép đọc lại câu ca dao. Là thay, nết nói, nết cười. Nết sao lại khiến cho người thương. Muốn thương, thầm thương, nhớ thương. Thật ra thì tôi thích chữ thầm. Trong ca dao tục ngữ thì ít bao giờ thấy tình cảm được phơi bày ra rõ ràng lắm. Thường nó sẽ là một cái gì đó giấu giếm. Nói ra sợ người ta không thương mình. Chứ không phải như bây giờ mình hiện đại quá, mình nói em có thương anh không? Không. Ok, vui vẻ quá trời. Tôi nghĩ là cái chữ thầm ở đây nó sẽ phù hợp với cái ngữ nghĩa đó. 95% cho đáp án B. Yeah. Anh không nghĩ tới nhớ hả? Trong ba từ này cái chữ nhớ nghe nó thường nhất luôn. Em cũng cảm giác vậy. Đúng không? Nghe nó không có gì sâu sắc hết đó. Nếu mà có phân vân thì phân vân với chữ muốn. Lê Lộc cũng đang nghĩ tới đáp án A là muốn á. Nó thôi thúc cái tình yêu của một người đến với một người nhiều hơn. Mình đã biết mình có cảm xúc, mình thương người ta thật rồi thì mình phải thổ lộ ra cho cả hai cùng biết, được hay không được thì cũng biết để mà còn đối phó với nhau. Chữ thầm trong lòng người ta làm gì, người ta đối xử với mình như nào, mình cũng là người khổ. Tại sao mình tự mang cái khổ cho mình? Mình có quyền lựa chọn, tại sao mình không lựa chọn cái gì mà nó vui vẻ, nó tích cực hơn? Chuyện cũ qua rồi, chuyện buồn nữa. Chuyện cũ cái gì? Người ta bây giờ là khác rồi. Để chia sẻ cuộc sống cá nhân. Cái chuyện đó không phải chuyện gia đình em. Dạ. Em chỉ nói cái cách đó thôi. Nó phải thôi thúc, nó phải quyết liệt lên. Chứ mình cứ e rè, ngại ngùng mình không. Rụt rè, ngại ngùng với... E dè và rụt rè là bé nó gom lại cho tiết kiệm sống với chương trình. E rè. Đó, thì nói chung là Lê Lộc đang chọn đáp án A là muốn. Bao nhiêu phần trăm? 95% ạ. Cảm ơn em, e rè. Bạn có thấy là trong lúc là Lê Lộc đang phân tích thì các bạn bên đây đã chốt deal với nhau rồi. Ồ, chốt deal rồi hả? Tức là có đáp án riêng rồi. Đội Hi Hi đang nghĩ tới đáp án nào? Dạ, đáp tụi án em B vẫn à? Giữ là B, B thầm thương. Ai? Em thầm thương ai? Thầm dạ. Thương anh đó. Đáp án anh chị. Là em theo anh đó. Dạ, tụi em theo, theo anh. Em tin anh. Sao thấy căng quá vậy Hiển? Chương trình làm gì phật lòng em hả? Dạ không, tại câu này là em rối não quá. Tại vấn đề á, cái này là nói về một cái người phụ nữ tuyệt vời mà khiến cho một chàng trai này muốn hoặc là nhớ thôi, chứ em không nghĩ là thầm. Tại vì sao lại khiến cho người, là sao lại khiến cho người chàng trai nó nhớ hoặc là muốn thôi. Tức em hình dung cái câu này là tâm lý một người đàn ông đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu như là người nam thì tôi thấy chữ muốn đúng, còn cái chữ thầm thì nó đang nằm trong tay của người con gái. Vấn đề là câu này nó nằm bên cánh nào đây? Mình chia ra đi. Bên nam thì cứ chọn là muốn, bên nữ thì cứ chọn là thăm. Dạ. Rồi, 10 giây dành cho quý công ty bắt đầu. Giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Tôi thích chữ thầm. Trong ca dao tục ngữ thì ít bao giờ thấy tình cảm được phơi bày ra rõ ràng lắm. Thường nó sẽ là một cái gì đó giấu giếm. Lê Lộc đang nghĩ tới đáp án A là muốn á. Nó thôi thúc cái tình yêu của một người đến với một người nhiều hơn. Thấy chưa, bắt đầu vô chiến thuật. Hay quá. Rải đáp án. Đội Ha Ha đã chọn đáp án A, đó chính là muốn. Đội Hi Hi chọn đáp án B, đó chính là thầm. Và bây giờ để xem đâu là đáp án chính xác và mang về 4 triệu đồng tiền thưởng dành cho các bạn. Xin mời.
đáp án chính xác. Chúng ta sẽ được biết sau ít phút quảng cáo. Xin mời. Xin chào, Võ Tấn Phát đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi về ca dao tục ngữ như sau: đi từ con thiếu vào chỗ trống, lạ thay nết nói nết cười, nết sao lại khiến cho người ba chấm thương. Đội ha ha đã chọn đáp án A, đó chính là muốn. Đội hi hi chọn đáp án B, đó chính là thầm. Và bây giờ xin mời kết quả của chúng tôi. B hay A đi ạ? Và như vậy đáp án A đã mang về 4 triệu đồng dành cho đội. Và sau qua 2 câu hỏi, đội ha ha đang có 4 triệu. Và đội hi hi vẫn chưa có tiền ạ. Người dẫn đường là diễn viên Lê Lộc. Lạ thay nết nói nết cười. Nết sao mất nết cho người nhớ thương. Kẻ gây rối là diễn viên Hoàng Phi. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 3. Bài hát hay nhất lịch sử K-pop là bài hát nào? Theo xếp hạng của Rolling Stone, A Gangnam Style của Spy ở xanh đứng hình danh Phi. Nó vô cái thế mạnh á. B là Sorry Sorry của Super Junior, C Z của SNSD và D là Good Day của IU. Anh nghĩ là cái câu hỏi này rất là phù hợp với các bạn, tại vì những cái bài hát này nó hit ngay thời điểm ở độ tuổi của chúng ta luôn. Ngay cái lứa tuổi mà em vừa chớm lớn. Rất kèo luôn. Nhớ hết cái vũ đạo của các tất cả các bài. Hay quá em ơi, trả lời sai là quê lắm đó. Hơi quê một xíu mà chắc không sao. Em ơi em gấp vui cho rồi, chương trình một chút xíu được không? Dạ, bài nào em thích nhất là em có thể gửi cho quý vị khán giả một vài câu hát hoặc là không, cái vũ điệu của bài đó cũng được. À Gangnam Style. Bài Gangnam Style. Hey, hey, đó, vậy đó. Sorry. Đúng rồi. Đó, còn chi cái bài chi đó. Chi biết là bài đề đó. Còn bài Good Day. Bài cuối cùng kìa. Quên. Rồi, em nghĩ là đáp án nào, bài nào là bài hát hay nhất lịch sử K-pop? Đối với em, tính về cái độ hot của cái bài đó, thời điểm đó thì đáp án A, Gangnam Style. Gangnam Style, đúng không? Dạ. Đồng thời thì sao, em nghĩ bài nào? Em cũng chọn đáp án A. Thực ra thì tất cả các bài trên đó thì bài nào cũng hay, nhưng mà cái độ hot thì đúng thiệt là đáp án A là hot nhất. Trai, gái, già, trẻ, lớn, bé, dạ, ai đúng rồi. Cũng biết. Thậm chí là thuộc luôn vũ đạo nữa. Tại vì nó dễ quá mà. Lê Lộc còn có thể múa được mà ha. Không có anh. Ủa vậy hả? Em không có phải là fan ruột của K-pop. Nhưng mà chắc chắn em phải biết bài đó chứ. Dạ biết. Dạ nhưng mà nhảy không có đẹp đâu, đừng kêu em nhảy. Cái thái độ anh là kêu em nhảy. Rồi các bạn đội ha ha, mình nghĩ là đáp án nào? Em nghĩ là D, Good Day. Tại vì câu hỏi đây đang là bài hát hay nhất lịch sử, thì em nghĩ Gangnam Style sẽ không phải là bài hát hay nhất. Em đang rất hướng tới IU, tại vì em biết bạn này là một ca sĩ solo thành công và cái lượng fan của bạn ấy cực kỳ hùng hậu, không kém gì các cái nhóm nhạc lớn cả. IU cũng là một trong những cô gái rất là nhỏ nhắn đáng yêu và nhận rất nhiều giải thưởng, mà em đang thiên về Good Day của IU nhiều hơn. Hay quá ha, làm kinh doanh mà thông tin về showbiz rồi. Không, hết. Thật sự em không nghĩ là Thuận nó được vậy luôn á. Ủa vậy mỗi mấy lúc mà ngồi làm việc máy tính là chỉ coi mấy này thôi hả? Coi thôi. Quá chán trường. Xong đợt này là về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên luôn. Vậy tính ra là đó giờ như công ty của mình em làm thôi đó. Không biết gì đâu, mấy bài hát này em chỉ biết đúng bài Sai Năm Tay thôi. Ở mấy cái đó là từ cấp 2 rồi, đi học có trên mấy cuốn vở có in hình này kia đó là này lâu rồi đúng không? Dạ. Rồi, mời cố vấn của chúng tôi. Gangnam Style. Tại sao? Đó là bài dễ nhất tôi biết trong bốn bài này. Thực sự Gangnam Style là một bài hát cực kỳ sốc. Từ lúc đầu bài cho đến lúc cuối bài luôn, là tất cả cái nguồn năng lượng đều là phải nhảy. Tôi nhớ mãi hình ảnh mấy bà cô tập thể dục ngoài kia mà sexy lady. Có thể đây không phải là bài hát hay nhất, nhưng đây là bài hát làm cho mọi người chú ý tới thị trường âm nhạc Hàn Quốc ở giai đoạn đó. Tỷ view đúng không ta? Đúng rồi, có nghĩa là nhạc hay tới mức không cần phải biết tiếng Hàn,
không cần phải biết ca sĩ đó là ai, không cần phải coi MV, chỉ cần nhạc vang lên là người mình đã có nhạc rồi. Đó là một cái nguồn năng lượng cực kỳ thú vị, và Phi nghĩ là chưa có một bài nào của Hàn Quốc có thể đạt tới cái trạng thái năng lượng đó. Và sau đó rất nhiều những ngôi sao ca sĩ học theo cái vũ đạo nè, và làm cho cái bài đó trở thành một cái bài hit trên toàn thế giới. Bao nhiêu phần trăm ạ? Tôi sẽ cho cái xì tai Gangnam này 90. Lê Lộc thì sao? Lê Lộc đang hướng tới đáp án C là bài G, SNSD. Bài G này á là ra đời vào năm 2009. Người ta tính được khoảng là 100 triệu lượt xem trên YouTube thời đó, trong khoảng 3 năm thôi, từ 2009 cho đến 2012, 2013 thôi. Và là bài hát K-pop đầu tiên đạt được 100 triệu lượt xem của nền K-pop. Chính vì thế mà Lê Lộc đang hướng tới đáp án C là GSDD. Mới có 100 triệu, trong khi cái anh kia anh nhảy 1 tỷ. Tại thời điểm của Gangnam Style là ra thời gian gần đây. Đúng cho rồi. Nên là lúc đó là bùng nổ về kỹ thuật số công nghệ rồi. Còn SNSD với BG là ra vào cái thời kỳ đầu của nhạc K-pop lận. Thôi bây giờ em cho tỷ lệ phần trăm cao cao đi. 95% ạ. Các bạn thấy sao? Tự nhiên em chạy lọc với anh Phi nói cái em bị kiểu lắc lắc thì sao ạ? Tại em đang lắc ghế đó em. Kiểu em vâng vâng. Tại bị e rè đúng. Bị e rè. Sếp ơi, sếp chọn cái đáp án nào? Chưa biết nữa. Chưa biết. Để em né nó ra chứ chọn nó ngược lại. Không, chứ chọn nó thích gì chọn đó à. Theo anh Phi đi. Đáp án. À. Bây giờ sẽ là 10 giây dành cho ai đợi. Bắt đầu. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Thật sự Gangnam Style là một bài hát cực kỳ sốc. Từ lúc đầu bài cho đến lúc cuối bài luôn, là tất cả cái nguồn năng lượng đều là phải nhảy. Bài G này á là ra đời vào năm 2009, là bài hát K-pop đầu tiên đạt được 100 triệu lượt xem. Đội Hi Hi đã chọn đáp án A, đó chính là Gangnam Style. Và đội Ha Ha chọn đáp án C là G của SNSD. Wow, đúng là chiến thuật ha. Chia rải đều đáp án hết. Đường nào tiền cũng về công ty mà. Và để xem đâu là đáp án chính xác. Xin mời kết quả. Xin mời các bạn hướng mắt về màn hình. SNSD mới là đáp án chính xác và mang về 8 triệu đồng dành cho đội. Người dẫn đường là diễn viên Lê Lộc. Kể cái đó là diễn viên Hoàng Phi. Xong qua 3 câu hỏi thì đội Ha Ha đang có 12 triệu đồng. Và đã hi hi và chưa có tiền ạ. À. Trời đất ơi. Bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 4. Có bao nhiêu nhà hàng Việt Nam nhận được ngôi sao Michelin vào tháng 6 năm 2023? A 3, B 4, C 5, D 6 và E là 7. Thông tin này em cũng theo dõi. Nhưng mà em không nhớ rồi. Có. Ủa theo dõi mà sao không nhớ? Em chỉ nhớ được là Việt Nam mình lọt vào đâu tầm khoảng 3 hay 4 gì đó. Em không có nhớ chính xác là bao nhiêu. Mình nhớ 3, 4 thì mình loại 5, 6, 7 đi. Đó em loại hết đó, em còn AB thôi. AB rồi. Dạ. Sếp ơi. Dạ. Đối với em thì em thích số 5. Tại vì trong gia đình em là thứ 5 thì cho nên em chọn số 5 á. Còn người nghiên cứu về máy tính thì cứ... em biết được cái ngôi sao Michelin này là một cái ngôi sao rất là cao quý, được cấp cho các nhà hàng trên toàn thế giới. Nhà hàng được có nhiều sao nhất là 3 sao. Mà em đang phân vân giữa 5 và 6 á. Rồi, mời chiến thần ăn uống, Lê Lộc. Nghỉ ngơi đi cho anh nói trước cho. Dạ. Michelin là một hãng làm lớp xe nha mấy bạn. Dạ. Làm vỏ xe không liên quan gì tới ăn uống hết. Đây là một cái danh sách mà Michelin muốn giới thiệu cho mọi người biết, những cái người mà sử dụng lớp xe của Michelin đi trên đường, họ biết chỗ nào ăn uống ngon, và từ từ nó trở thành
một cái hệ thống những cái nhà hàng đặc sắc được chọn. Và đúng như bạn nói, những cái ngôi sao mà Michelin nó trao ngày xưa rất cao quý. Phải những nhà hàng như thế nào đó mới nhận được những ngôi sao này. Theo Phi nhớ, ngôi sao đầu tiên được tặng khi mà chúng ta tới ăn cái quán đó và cảm thấy là đồ ăn ngon, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời, được đánh một sao. Lần thứ hai khi những cái người đó quay trở lại và nhà hàng đó vẫn giữ được cái cung cách đó, chất lượng không hề thay đổi, sẽ được đánh giá 2 sao. Và sau đó quay trở lại một lần nữa để xem cái chuỗi hành trình của cái nhà hàng đó nó có kéo dài được tới thời điểm mà họ quay lại hay không. Nếu như làm được, họ được đánh giá 3 sao. Ở đây có 5 đáp án, 3, 4, 5, 6 và 7. Với vai trò là một người Việt Nam, tôi mong muốn cái số 7 để chúng ta có thể chia sẻ những cái món ăn của Việt Nam cho bạn bè quốc tế được biết. Nhưng Phi nghĩ là sẽ không có gì trọn vẹn hết, Phi sẽ giảm xuống một chút xíu. Phi xin được chọn 5 và 6. Phi có nhớ là có mấy người cũng lên nói là ô, tôi có ăn nhà hàng của Michelin này, nhưng mà sao nó không ngon, mà sao được nằm trong danh sách này nọ cái thứ. Cái đó là cảm quan của mỗi người. Thì Phi nghĩ là 5 đến 6 nhà hàng là hợp lý. Đáp án C 90% và đáp án D 80%. Và có nhiều người ví von Michelin như là một cái giải Oscar của nền ẩm thực vậy đó. Phải nói là rất là khó để có được cái sự đánh giá của Michelin, và để giữ được cái sao của Michelin nó càng khó hơn. Tại vì hội đồng mà đánh giá của Michelin á, thoát ẩn thoát hiện, kiểu nó bí hiểm á. Người ta gọi là chuyên gia ẩm thực á. Và khi mà họ đã chú ý một nhà hàng nào đó có tiềm năng rồi đó, họ sẽ quay lại bất kỳ từ 3 đến 6 lần để xem phong cách phục vụ món ăn đó có đúng như những gì mà mình thưởng thức ngon ban đầu không. Thì sau đó họ mới đánh giá sao. Và đánh giá sao này không chỉ dựa trên món ăn, họ còn dựa trên cái sự hài hòa về hương vị, phong cách nấu nướng của đầu bếp, tài năng của đầu bếp và cái sự nhất quán của món ăn với thực đơn nữa. Và ở đây thì Lê Lộc đang hướng tới một là A hoặc là B. Trời ơi, ngon giống ý em. Nói về Việt Nam thì mình đang nghĩ đến gọi là đặc sản của ba miền á, Bắc Trung Nam. Con số 3 nó sẽ thể hiện được văn hóa ẩm thực của người Việt Nam hơn. Ủa, ba miền mà sao số 4? Nếu mà nghĩ số 4 á, tại vì đây là Michelin, là một cái ngôi sao của Pháp, nên là có một cái sự gì đó giao thoa với quốc tế nữa. Có khả năng họ sẽ cho một nhà hàng nào đó của nước ngoài, đại khái như là một cái ẩm thực của Nhật Bản hay Hàn Quốc nào đó, để hòa nhập vào Việt Nam mình, chứ không phải là chỉ ẩm thực Việt Nam không. Thành ra là Lê Lộc đang phân vân giữa A và B, nhưng mà khả năng nghiêng về B nhiều hơn. Rồi, cho phần trăm đi. Dạ, 95% á cho đáp án B. Và A. Và 90% cho đáp án A. Khó ha, những tỷ lệ rất là sát sao nhau. Và những con số này nó là một cái giải tiến lên luôn. Đúng rồi, không có gì để bàn bạc luôn á. Chỉ là mình cảm giác cái số nào mình thích là mình chọn thôi á. Thôi bây giờ dựa vào tỷ lệ may mắn của quý công ty chúng ta. Bây giờ bắt đầu. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của các bạn. Vì có nhớ là có mấy người cũng lên nói là ô, tôi có ăn nhà hàng của Michelin này, nhưng mà sao nó không ngon, mà sao được nằm trong danh sách này nọ cái thứ. Cái đó là cảm quan của mỗi người. Thì Phi nghĩ là đáp án C 90%. Tại vì đây là Michelin, là một cái ngôi sao của Pháp, nên là có một cái sự gì đó giao thoa với quốc tế nữa, chứ không phải là chỉ ẩm thực Việt Nam không. Thành ra là Lê Lộc đang phân vân giữa A và B, nhưng mà khả năng nghiêng về B nhiều hơn. Vẫn giữ chiến thuật ha. Đội Hi Hi đã chọn đáp án A là 3 và đội Ha Ha chọn đáp án C là 5. Ủa, Lê Lộc không ai theo em hết hả? Chắc ta nghĩ số 4 xui. Liệu có mấy nhà hàng đạt chuẩn Michelin? Xin mời. Và đáp án chính xác, chúng ta sẽ được biết sau phút quảng cáo. Chào, Võ Tấn Phát đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Vừa rồi chúng ta có câu hỏi như sau: có bao nhiêu nhà hàng Việt Nam nhận được ngôi sao Michelin vào tháng 6 2023? Đội Ha Ha đã chọn đáp án C, đó chính là 5 nhà hàng. Đội Hi Hi thì chọn đáp án A là 3 nhà hàng. Ngay bây giờ xin mời kết quả.
Và đáp án chính xác là sai luôn nha. Ủa em cứ tưởng là em thắng chết về một. Ủa em đang ra vô. Đáp án đúng phải là đáp án B, 4 nhà hàng. Và như vậy người dẫn đường đó chính là diễn viên Lê Lộc. Trời ơi. Kể cả đó diễn viên Hoàng Phi. Hoài luôn á. Ủa, hỏi là quay nói nhiều vậy. Và sẽ qua 4 câu hỏi thì đội Ha Ha đang có 12 triệu đồng. Và đội Hi Hi có cần công bố không ạ? Hai em ơi, ngẩng đầu vậy để biết đội Hi Hi vẫn chưa có tiền ạ. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi cuối cùng. Quốc gia nào mất rừng nhiều nhất năm 2022? A. Brazil. B. Bolivia. C. Indonesia. C. Peru. E. Colombia. Và F. Cameroon. Các em nghĩ đó là quốc gia nào? Ý là cái này kiểu câu hỏi nó rộng quá. Nó rộng ngoài não em luôn đúng không? Nó rộng hơn. Sếp có đáp án nào ạ? Chiến thần máy tính. Câu này em không biết. Để loại trừ được trong câu hỏi này thì chúng ta phải dựa vào đó chính là diện tích rừng của quốc gia nào nhiều nhất. Thì khi mà có rừng nhiều thì chúng ta mới có cái để mất chứ đúng không? Đúng rồi. Indonesia rừng cũng rất nhiều. Nhiều đâu mà nhiều anh. Nhiều không? Indonesia toàn đảo mà. Nếu mà tính về diện tích thì chắc Indonesia sẽ không bằng Đông Nam Á. Dạ. Anh muốn hướng đội chơi chúng tôi đến điều gì? Tới việc trả lại tiền cho công ty bên đây. Các bạn có công ty của các bạn thì tôi cũng có công ty của tôi. Dạ. Câu này chua nhà. 6 đáp án quá mông lung. Phi nghiêng về đáp án A, Brazil. E, Colombia. Và F là Cameroon. Vài năm vừa qua thì Phi nghe nói Colombia mất rất nhiều rừng vì nó cháy rừng. Nhưng kể cả việc Colombia có cháy thêm rừng đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào mất nhiều rừng bằng Brazil và Cameroon. Cameroon mất rừng vì đất nước này quá nghèo. Họ cần có một cái điều gì đó để có thể phát triển được kinh tế của họ. Và họ quyết định chọn nông nghiệp. Họ chọn phá rừng để trồng cacao nè, trồng một vài loại cây lâu năm để có thể khai thác được. Cái điều đó là điều đúng chứ không sai. Nhưng cái việc mà không đủ kiến thức và không đủ tiềm lực nó lại dẫn đến những chuyện khác. Còn Brazil thì là một nơi mà những người thổ dân bản địa đang chịu rất nhiều cái sự bức ép. Cái môi trường tự nhiên của họ khi bị ép lại thì họ buộc lòng phải thay đổi. Họ phải di chuyển vào sâu hơn hoặc là họ phải chuyển hóa lại thành người thành phố để phù hợp lại với những cái điều kiện đó. Nó đã làm mất đi cái tính chất local bản địa của Brazil. Và cái điều đó là cái điều mà anh đọc được là nó báo động. Và việc đó xảy ra từ đâu? Từ việc giá trị của việc nuôi bò đang lên cao quá. Brazil phá rừng để trồng cỏ, nuôi bò và cũng giống như Cameroon. Điều đó nó mang tới lợi ích kinh tế nhưng bù lại cái phần nội tại của đất nước họ đang mất dần từng ngày và nếu mà trong ba nước này anh nghĩ nước có thể mất nhiều rừng nhất thì anh nghĩ là Brazil. Cameroon không quá tiến bộ để có thể trải dài cái diện tích nông nghiệp của họ ra. Còn Brazil mới là nơi có quy hoạch rõ ràng cho chuyện đó nhưng bằng một lý do nào đó nó đang sai và nó gây ảnh hưởng rất nhiều. Phi sẽ dành cho Brazil 90% và Cameroon sẽ là 85% thôi. Cảm ơn sự phân tích của anh Hoàng Phi. Mời Lê Lộc. Rừng á, giống như cái bình oxy của con người, của sự sống của toàn thể trái đất mình vậy đó. Nên thành ra là rừng rất là quý. Và quốc gia nào có diện tích rừng nhiều thì Lê Lộc nghĩ là các quốc gia thuộc về phía Nam Mỹ như là Brazil như anh Phi có nói nè. B là Bolivia nè. Và D là Peru. Bolivia thì cái nguồn kinh tế chính của họ là sản xuất nông nghiệp, canh tác và nuôi trồng. Vì thế họ chưa dám ký vào cam kết cấm khai phá rừng. Đó là điều thứ nhất mà Lê Lộc đang hướng tới Bolivia. Còn cái điều lớn hơn nữa Lê Lộc đang nghĩ là tỷ lệ phần trăm mình dành nhiều hơn đó là D, Peru. Bởi vì trong cái những cái bài báo gần đây mà Lê Lộc đọc được á, thì chính phủ Peru á, phát hiện được có một ngôi làng tự phát ở trong mé rừng với rất nhiều người dân sinh sống ở đó để làm gì? Họ khai thác khoáng sản và họ đã tạo nên một vùng sa mạc luôn. Cái điều này rất là nguy hiểm nên Lê Lộc sẽ cho phần trăm đáp án D nhiều hơn, 90% và đáp án B, Bolivia 85%. Các bạn đợi hi hi. Peru diện tích rừng của nó chỉ đứng sau Brazil trong khu vực thôi.
là nó xài chung cái rừng Amazon. Hi thấy ai đáng tin hơn? Em thấy chị Lộc, em đáng tin khúc này. Anh đi, anh nói tại là điều đúng đắn không á? Em tin hai lần, ba lần rồi. Ờ vậy thôi tin Lộc đi. Cảm hứng đi, cảm hứng bây giờ hiện tại đi. Chị đừng cười thân thiện với em như vậy. Ôi nãy giờ chị cười mà chị có khóc đâu. Trong câu hỏi này em lại đang thiên về anh Phi nhiều hơn. Dạ, yeah. Rồi không. Bây giờ sẽ là 10 giây cho hai đội chơi suy nghĩ, bắt đầu. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án ạ. Và việc đó xảy ra từ đâu? Từ việc giá trị của việc nuôi bò đang lên cao quá. Brazil phá rừng để trồng cỏ, nuôi bò. Và cũng giống như Cameroon, chính phủ Peru á, phát hiện được có một ngôi làng tự phát với rất nhiều người dân sinh sống ở đó. Để làm gì? Họ khai thác khoáng sản. Và họ đã tạo nên một vùng sa mạc luôn. Cái điều này rất là nguy hiểm. Ở câu hỏi cuối cùng thì cả hai đội đã chọn chung một đáp án, đó chính là A, Brazil, theo lời của anh Hoàng Phi. Và để xem đây có phải là đáp án chính xác hay không, xin mời kết quả. Và đáp án chính xác đó là... Em ơi đúng rồi đó, em tụi em đúng rồi. Đúng rồi. Và xung quanh 5 câu hỏi thì đội Ha Ha đang có 28 triệu. Đội Hi Hi đang có 16 triệu đồng. Vui vẻ lên. Nhiệt huyết đời lên. Người dẫn đường là diễn viên Hoàng Phi. Wow. Nhìn có nét Brazil quá. Kể cái rõ diễn viên Lê Lộc. Brazil đứng đầu danh sách quốc gia mất nhiều rừng nhất trong năm 2022 với 43% diện tích rừng bị tàn phá. Và như vậy là chúng ta đã trải qua 5 câu hỏi của chương trình. Mời các bạn bước lên sân khấu để chào khán giả nhé. Và các câu hỏi của chương trình đã được các bạn giải đáp một cách rất là xuất sắc. Khen cho đẹp hình vậy thôi chứ cũng có câu trúng câu không. Đặc biệt là các bạn nữ đội Hi Hi nè. Cảm xúc của các bạn như thế nào khi đến với tỷ lệ may mắn ngày hôm nay? Dạ, khi mà đến với chương trình thì em mở mang thêm rất nhiều kiến thức. Và thôi. Dạ. Ok. Rồi còn em thì dạ. Sao? Nếu như được tham gia được một lần nữa thì em mong là em sẽ thắng sếp em. Hy vọng lúc đó các bạn còn làm chung một công ty. Dạ. Còn các bạn thì sao? Dạ, đối với em thì em cũng học được nhiều kinh nghiệm từ chương trình này. Với lại cái thứ hai nữa, em rút được kinh nghiệm để em về để coi lại thái độ của hai bạn này. Với lại cái kiến thức tư duy trong bộ não như thế nào. Wow. Cho em thấy hơi kỳ rồi. Yeah. Không biết công ty phát triển được bao lâu nữa đây. Dạ, em cũng giống như anh là trước tiên phải xem lại cái vị trí nhân sự. Máy tính này nhiều hơn, máy tính nhiều hơn. Cái hai đó là ngày hôm nay em rất là vui khi được tham gia chương trình cùng với tất cả mọi người. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đến với tỷ lệ may mắn. Còn bây giờ tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.